Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 45, phẩm 14 Nhật Tạng, phần 13 Bảo Vệ Tháp. Khi ấy Tôn giả Kiều Trần Như thưa Phật: Thưa Thế Tôn, Thế Tôn là mặt trời luôn soi sáng, xua tan đêm tối. Thế Tôn đã nói rõ về nghiệp báo khó lường của loài rồng và pháp chân thật của Bồ Tát. Phật nói: đúng vậy Kiều Trần Như. Trong bốn cõi thiên hạ, nơi nào có thánh nhân tu tập định tuệ, nơi ấy không trống vắng, luôn có pháp bảo. Thế nào là xứ Đại Chi Đề? Là nơi ở của thánh nhân thuộc thành Vương Xá, cõi Diêm Phù Đề. Nơi đó từng là nơi tu tập của vô số chư Phật Bồ Tát duyên giác thanh văn thời xưa. Chư Phật quá khứ từng giao cho các rồng chúa trông coi để nơi đó luôn có ánh sáng của chánh pháp. Chúng sinh nào siêng năng tu tập định tuệ, bảo hộ pháp Phật sẽ được các phú già la cúng dường mọi vật. Long Vương Bà Lâu Na thưa: đúng thế, như lời Phật dạy, Đức Phật Kala Kuthông Đà đã từng sai con trông coi nơi ấy, cúng dường mọi vật cho người siêng tu định tuệ, tu pháp lành. Con đã hành trì đến khi chánh pháp diệt. Cái Đức Phật Câu Naka Mâu Ni Ca Diếp cũng làm như thế. Con đã từng bảo vệ đệ tử siêng tu, không nhận nô tỳ ruộng vườn, hành khổ hạnh tinh tấn thanh tịnh của các đức Phật. Hôm nay Như Lai lại giao việc này cho con. Đức Phật lại giao cho các rồng trông coi thánh địa vân tận trong núi As La Xà, để là dưới chân núi Tu Di một thuộc Tây Cù Gia Ni. Các rồng trông coi thưa: Thế Tôn, đúng vậy, như lời Phật dạy, Đức Phật Ca La Cư Thôn Đà cũng đã giao con trông coi nơi này, con đã giữ gìn bảo vệ cho đến khi pháp diệt. Đức Phật lại giao Long Vương Tô Ma Hô Hư Xoa trông coi thánh địa trong núi Thanh Ương Già La, dưới chân núi Tu Chi thuộc Đông Phật Bà Đề. Long Vương thưa: Thế Tôn, đúng vậy, xin như lời Phật dạy. Đức Phật lại giao thánh địa Hương Phong Mâu Ni cho Long Vương Tỳ Xương Già Tô Chi trông coi. Thánh địa này ở núi Giang Hoa Sĩ phía bắc chân núi Tu Chi. Long Vương thưa: Đúng vậy, xin như lời Phật dạy. Đức Phật Kala Cô Thôn Đà và các Đức Phật Ca Diếp đã từng giao cho con trông coi nơi này. Con đã bảo hộ giữ gìn các tỳ kheo hành pháp và nơi ấy cho đến khi pháp diệt. Phật nói: hay thay, các Long Dương, các vị có thể bảo hộ được chánh pháp của ta. Các vị là bạn, là thiện tri thức, là đàn việc hành pháp của ta. Tất cả chúng sinh đều nương nơi pháp ta, vì chánh pháp luôn đem lại lợi ích cho muôn dân, đất nước. Đức Phật lại giao thánh địa Na Diệm Mâu Ni trong châu Cù Gia Ni phía tây cho Long Vương Cù Xà Lam Bà, để Long Vương bảo vệ, ủng hộ các đệ tử hành pháp. Lại giao thánh địa Nikala Đà Liên Hoa Mâu Ni trong châu Phất Bà Đề phía đông cho Long Vương Bà Tư Mạc Cực Xoa trông coi. Giao thánh địa Mani Tạng Vi Mâu Ni thuộc cung điện Ta Già La trong biển lớn cho Long Vương Ta Già La trông coi. Giao thánh địa Khai Hoa Tạng thuộc trụ xứ của Đế Thích trên đỉnh núi Tu Chi cho Long Vương Y La Bạt La trông coi. Giao thánh địa Nang Đà Bà Đà Na trong cõi Diêm Phù cho Long Vương Chi Viêm Diêm Phù Ca Bảo Hộ. Là giao thánh địa Tỳ Xá Lợi Thiện Trụ thuộc cõi Diêm Phù Đề cho Long Vương Bà Tu Cát. Thánh địa Thiền Hương Ca Na Ca Đăng thuộc Kỳ Ca Tỳ La Bà trong cõi Diêm Phù Đề cho Long Vương Ana Bà Đạt Đa. Thánh địa Tỳ Phú La Bằng Ca thuộc nước Ma Già Đà trong cõi Diêm Phù cho Long Vương Sơn Đức. Thánh địa Ái Vân Diệm Đa La thuộc nước Ma Thâu La cõi Diêm Phù cho Long Vương Sa Bà Ca Chất Đa La. Thánh địa Xà Gia Thủ Đà nước Kiều Tắc La thuộc cõi Diêm Phù cho Long Vương Ngật Lợi Chi Ca. Thánh địa Chi Lân Đà La thuộc nước Tô Ba Lạc cõi Diêm Phù cho Long Vương Mâu Chi Lâu Đà La. Thánh địa Đại Lợi Xá Na Nhược Ma La thuộc nước Càng Đà La cõi Diêm Phù cho Long Vương Y La Bạt Đà La. Thánh địa Ma Ni Khư thuộc nước Cái Thân nơi cõi Diêm Phù cho Long Vương Vu Lưu La. Thánh địa Ức Tạng Diệm thuộc nước An Phù Lợi Ma cõi Diêm Phù cho Long Vương La Phù La. Thánh địa Na La Gia Na Phất Na Bà Sa thuộc đất Chấn Đán Hán cõi Diêm Phù cho Long Vương Hải Đức. Thánh địa Cù Ma Bà La Hương bên bờ sông và núi Ngưu Đầu nước Vu Điện cõi Diêm Phù cho Long Vương Ngật Lợi Ha Bà Đạt Đa. Những thánh địa đó đều là nơi tu tập hành hóa của chư Phật Bồ Tát chuyên gia thanh văn tiên nhân đạt năm thông từ thời quá khứ. Chư Phật tuần tự giao phó để giúp chúng sinh trừ bỏ nghiệp ác, tăng trưởng căn lành, đạt được Bồ Đề. Nhận lời Phật, tất cả Long Vương đều thưa: Thế Tôn, loài rồng chúng con có nhiều hoặc chướng, tham ngủ nghỉ như kẻ ngu si. Một đêm ngủ của chúng con là 21 năm cõi nơi cõi người. Như thế, trong lúc chúng con ngủ nghỉ, ăn uống, vui chơi, kẻ ác, kẻ phi nhân gây mọi tổn hại thánh địa, chúng con không thể ngăn được.
do vậy chúng con trở thành kẻ xấu trong pháp Phật ba đời. Đức Phật lại bảo 28 tướng Dạ Xoa, ta giao phó các thánh địa này cho các ngươi, hãy siêng năng bảo vệ giữ gìn. 28 tướng Dạ Xoa cùng thưa, xin vâng lời Phật dạy, song thánh địa Cù Ma Sa La Hương Sơn chúng con khó bảo vệ được. Long Vương Kỳ Lợi Ha Bà Đạt Đa thưa, Thế Tôn, xin để thánh địa cho con trông coi, cõi nước ấy rộng vắng, nhân dân đều là dẫn người đến từ nơi khác. Thế Tôn, 28 Dạ Xoa không chịu trông coi thánh địa này, thật là đáng trách. Vì sao? Vì như thế loài rồng chúng con sẽ mang tiếng xấu. Phật nói Long Vương, chớ nói như vậy, vì sao hiện có 2 vạn người phước đức từ nước Xa Lạc đến sống ở đó? Vì oai lực của 2 vạn người đó, thánh địa kia sẽ luôn có người đến cúng dường. Long Vương nên biết, ở đó sẽ không có đói khổ. Thời Phật Ca Diếp, nước Phu Điền có tên là Kalasama, là một nước lớn giàu mạnh, đầy đủ vật dụng. Nơi đó thường có 100.000 tiên nhân đạt 5 thông tu thiền, ưa thích quả Bồ Đề Vô Thượng. Chúng sinh ở đó phần nhiều là tham dục, sống buông lung, hủy bán thánh nhân, tạt nước tro lên người thánh nhân. Vì thế các thánh nhân đi đến nơi khác. Thấy vậy, chúng sinh ở cõi ấy lại vui mừng, làm cho thủy thiên, hỏa thiên đều giận dữ, nước lửa đều mất. Chúng dân chết vì đói khát, đất nước trở thành gò đồi trống vắng. Không lâu, ta sẽ đến cõi đó 7 ngày ngồi thiền, tỏ pháp lạc giải thoát. Sau khi ta diệt độ 100 năm, nước này sẽ trở lại như xưa, xóm làng thành quách mọc lên, dân chúng đông đúc, tới tu pháp đại thừa, không đói khát. Đại tướng Dạ Xoa Tăng Nhi Gia thưa, Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Đức Phật nói, Dạ Xoa, người có nhớ việc quá khứ không? Con nhớ vào thời Phật Ca Diếp, Thế Tôn cũng đã tọa thiền, tọa hưởng pháp lạc giải thoát ở cõi nước đó 7 ngày. Sau khi Phật xuất định, con đến cúng dường, Phật giao phó cho con giữ gìn thánh địa, bảo vệ đệ tử, những người siêng tu định tuệ pháp lành. Long Vương Kỳ Lợi Na Bạc Đà Bà Đạt Đa thưa, Thế Tôn, con nguyện luôn bảo vệ thánh địa này và các đệ tử hành pháp của Phật cho đến khi pháp diệt. Những việc xấu xa xảy ra như nước lửa rồng ác, Dạ Xoa ác, Càn Tát Bà, Cư Bàn Trà ác, vào thời Phật Di Lặc xuất hiện ở đời, không thuộc sự bảo vệ của con. Phật nói, lành thay Long Vương, nếu bảo hộ pháp của ta để chánh pháp an trụ mãi trong đời, ông thật là bạn tốt, là đàn việc tốt của ta. Bây giờ có 60 ức đại Bồ Tát và một số Bồ Tát từ 10 phương vân tập đến nghe kênh này, đều thưa Phật. Thế Tôn, từ nay về sau, chúng con thường đến lễ bái, cúng dường ở những thánh địa ấy, là thuyết giảng Đà La Ni trừ nghiệp ác này cho chúng sinh. Vì người và mọi loài, chúng con nguyện thực hành đầy đủ sáu pháp ba la mật. Hiện có vô số A Tăng Kỳ, các chúng sinh, các chúng trời, rồng, Dạ Xoa, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già ở đây. Xin Như Lai giao phó cho tất cả 8 bộ chúng cùng bảo vệ 20 thánh địa. Đừng để chúng sinh tâm ác, không chịu giữ gìn, làm cho kẻ ác, hàng phi nhân, xâm hại thánh địa. Phật nói lành thay thiền nam, các vị chớ lo, vì sao? Chư Phật thời quá khứ đã giao phó 20 thánh địa này cho các chúng trồng, Dạ Xoa, ta nay cũng vậy. Vì sao? Vì chúng sinh đời đời sau phần nhiều bị 8 nạn, để giúp chúng diệt trừ nghiệp ác, bỏ tâm kiêu mạn, ưa thích niết bàn, luôn đầy đủ vật dụng, mưa thuận, gió hòa, cây cối tươi tốt, nên ta giao phó cho rồng và Dạ Xoa. Đời sau chư Phật cũng sẽ kinh hành tọa thiền, hành hạnh khổ, thành tựu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng, chuyển xe pháp, nhập niết bàn. Các đệ tử Phật tinh tấn tu tập, trời người lễ bái cúng dường cầu phước, mong được giải thoát đều ở trên những thánh địa này. Chư Phật Như Lai cũng giao phó cho các chúng rồng Dạ Xoa. Thiền nam, ta sẽ nói Đà La Ni làm cho chúng sinh tâm ý ác ấy sinh thuận hợp, được chư Phật ba đời gia hộ, chuyên tâm ác của chúng sinh, khiến chúng tu pháp lành, được vui vẻ thành tựu phước đức, được giải thoát an trụ trong trí lớn, nhớ rõ về Đà La Ni, viên mãn trí, phương tiện kẻ thù, bỏ tâm thù, trừ hết tai nạn, không còn lo sợ, làm được mọi việc, hiểu chân lý, thành tựu nhẫn và biển trí, đạt vốn thần túc, trừ kiến chấp, thấu đạt pháp Bồ Đề Vô Thượng. Đức Phật nói chú Đa Điệt Tha Ama, Ama Bà, Ama Ma, Ba Lợi Bà, Tam Xá Gia Yết Bà, Ba Lợi Bà, Mật Đa La, Xá La Gia, Mật Đa La, Ba Lợi Bà, Mật Đa La, Ta Mị Nhược, Gia Ni Cù Lô, Đa Ta Mị Nhược Gia, Mạc Cực Xoa Ta Mị Nhược Gia, Thị Lợi Khổ Già Bà, Ưu Bà Hỷ La Xà, Tị Na Xá Gia, Ta Ma Xá La Gia, Đế La Ana, Bà Ca La Ma,
Ba ma kala ma thì loại địa tỳ kala bà na tam ma nhược na a ba bà già na la già na bạc già ma tát bà đa tha a già đa địa tất tha na bạc già ta ha. Nói chú xong, Phật nói: Đà La Đê này còn có tên là Hiền Diện, luôn được cho Phật gia hộ, phát sinh tâm bồ ma đề, thiền định diệt hết nghiệp ác, giúp đạt đạo quả bồ đề vô thượng. Hiện tại hoặc vị lai nó các chúng ma trời đồng già xoa la sát atula kalola khẩn la la ma hầu la già cư bằng trà nhân phê nhân xâm hại các thánh địa. Các vị nên niệm chư Phật ba đời, niệm tâm từ bi của chư Phật, trì Đà La Ni này, nhờ thế tâm ác sẽ tiêu diệt. Thích cúng dường. Do thần lực Phật, Ma Ba Tuần được ở yên trong cung mình, được nghe Đà La Ni này, vui thích nơi cõi Phật, phát lòng tin, nên khóc lóc, nói với quyến thuộc: Các ngươi hãy lắng nghe. Ở thánh địa đó, ta thành tựu tâm nhẫn kiên định như núi. Đức Thế Tôn từ bi bình đẳng, phóng ra ánh sáng chiếu soi tất cả hàng trầm trời người Atula. Tại ta tại sao lại còn tạo nghiệp ác? Giờ đây ta xin sám hối, quy y Tam Bảo. Chúng ta hãy đến gặp Phật lễ bái cúng dường, thành tâm nghe pháp, đoạn phiền não ma, vào đạo thanh tịnh, hết lo sợ, đạt đến thành niết bàn. Nói xong, Ma Ba Tuần và 80 ức chúng kéo đến chỗ Phật, đến nơi chúng lạy Phật, nói kệ: Tối thắng trong đời lưỡng túc tôn, tự đạt tịch diệt độ chúng sinh, nhẫn nhục tinh tấn thương chúng sinh, chúng con ngu si luôn tạo ác, không tỏ hạnh nghiệp của quá khứ. Chỉ Phật Thế Tôn hiểu rõ được thân hình nơi chốn cùng mọi việc, dạy khuyên chúng con trừ mê hoặc. Chư Phật ba đời đại từ bi, nhận lời hối lỗi của chúng con. Pháp, Tăng, hai bảo cũng như vậy, thành tâm nương tựa không đổi lòng. Hôm nay chúng con xin cúng dường, cung kính tôn trọng bậc thầy lớn, đoạn hết nghiệp ác không sinh khởi, suốt đời nương tựa Pháp Như Lai. Nói kệ xong, Ma Tuần bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai bình đẳng với chúng sinh, luôn vui vẻ thương yêu. Phật nói: Đúng vậy. Ba Tuần vui mừng phát tâm thanh tịnh, cúi lạy nơi chân Phật liên quanh ba vòng, cùng cả chắp tay ngồi lui một bên, chiêm ngưỡng Thế Tôn với lòng cao cát. Lúc đó, Già La Chi, con của ma cùng quyến thuộc đến lạy Phật quỳ gối thưa: Thế Tôn, thế nào là mắt? Mắt là duyên của sắc, sắc là duyên của mắt, cho đến ý pháp. Phật nói: Thì Nam, mắt không phải là nhân duyên của sắc, sắc không phải là nhân duyên của sắc ý pháp cũng thế. Thì Nam, mắt tánh của mắt rỗng lặng, nhãn thức tánh của thức rỗng lặng. Thì Nam, mắt nhờ có nhãn thức nên thấy sắc, ý nhờ có ý thức nên biết pháp, không phải nhãn thức nắm bắt. Vì sao? Vì không đến đi, mắt không phải thường trụ, trong ba đời tất cả là rỗng lặng, mắt không phải là sự thấy trọn vẹn, sự thấy khiếm khuyết hòa hợp lìa tướng tiếp xúc tướng không nương dần, ví như mặt trời mọc ánh sáng chiếu khắp nơi, ánh sáng chiếu vào vách, vách không tự cho mình là sáng là tối, ánh sáng đó không phải chỉ chiếu lên các vách, khi đủ duyên ánh sáng hiện, vách và ánh sáng không phải hợp tan, ánh sáng không nghĩ mặt trời sinh ra ta, mặt trời cũng không nghĩ mình sinh ra ánh sáng. Vì sao? Khi mặt trời lặn ánh sáng cũng mất, song không thể thấy nơi đến đi. Đủ duyên thì sáng, đủ ánh sáng thì thấy Phật. Thức cũng thế, sáu nhập bên trong dẫn sinh sáu nhập bên ngoài và ngược lại. Sáu nhập bên trong, sáu nhập bên ngoài không phải là điều kiện. Vì sao? Vì tánh của cả hai không phải lìa, không phải hợp, không hòa hợp, không nương dừng. Thức của cả hai cũng vậy. Vì sao? Vì không nắm giữ. Pháp thức là do các duyên của trí tuệ thấy biết. Do hành có thức, thức sinh ra ba hành, thân miệng ý. Hành của thân, hơi thở ra vào không hề biết nhau. Cái mới sinh, cái cũ diệt, theo tánh vốn vậy, không phải tan hợp giống các. Trong cái như như, chúng không chừa nhau, hư không bình đẳng, gió thổi hư không như, gió không là hư như không. Hư không không là gió. Vì sao? Cả hai không tiếp xúc, không phải cảnh giới của nhau, cả hai đều rỗng lặng, không thể nói. Vì sao? Tướng lìa tướng, không thêm bớt, không ở bờ này bờ kia, an trụ như như trong nghĩa đế bậc nhất. Hành của thân không phải là nơi nương tựa của thức, không là bạn, không hòa hợp, không tụ tập, không nương dần. Tướng lìa tướng, thức cũng vậy. Hành của miệng có hai giác quán,
Từ hơi thở ra vào khởi tâm biết hay, tư duy, nghĩ nhớ là giác, hoặc dầu sinh diệt, nhưng trong nhân tâm thanh tịnh. Vì giác nương theo hơi thở ra vào nên luôn sinh diệt, căn và trần không hay biết, kia đây không tách rời, tánh tướng không, không thể nói là ngắn dài, đó là giác quán. Quán hơi thở lạnh nóng lan tỏa trong thân như ngọn gió, nhờ quán nên biết gió, không tướng kia đây, không thể nói là ngắn dài. Hành của ý, tư duy biết tất cả pháp, biết thời gian hơi thở ra vào hợp không hợp, biết hơi thở ra không phải là hơi thở vào không là hơi thở ra. Biết tướng thuận không thuận, nương tựa gió không thể nói là tư duy, là tướng tâm, nhập đạo niết bàn, vượt phàm phu, ra khỏi sinh tử, trừ dứt hết trong thiền định. Gió đó không đến đi, thức nương trong hư, trong tư, mắt như mắt, ý như ý không tiếp xúc nhau, đoạn hết ba thọ là tánh nhân. Thì nam, mắt không là duyên của sắc, sắc không là duyên của mắt, ý pháp cũng vậy. Vì sao? Vì cả hai không phải gần, không phải xa, không hợp tan, không thể nghĩ nói, không dừng ở đây kia, dừng ở sát na chân thật. Nghe Phật giảng, Gia La Chi và hai vạn quyến thuộc từng tu tập trong quá khứ đạt nhẫn thuận, vô số chúng sinh đủ căn lành đạt bốn thiền, bốn quả sa môn, gieo hạt giống phước vào pháp tiểu thừa cho đời sau, hoặc là hạt giống bị thuyết Phật, hoặc phát tâm bồ đề vô thượng, 60 tầng bà la rồng chứ đừng từng gặp Phật, giờ được nghe pháp nên đều phát tâm bồ đề vô thượng. Ngay lúc ấy tam thiên đại thiên cõi nước chấn động đủ 6 cách, vô số bồ tát đến từ các nơi đều đạt tam muội bồ tát, nên dân cúng hoa hương y báu lên Phật thường. Thế Tôn, thật là không thể nghĩ bàn, từ xưa đến nay chúng con chưa từng thấy nghe Đà La Ni tam muội ấy. Đây là lần thứ hai Đức Như Lai Thích Ca chuyển xe pháp với diệu, chúng con nguyện thọ trì pháp này giảng thuyết cho chúng sinh. Tất cả trời rồng Dạ Xoa Atula Kalola Khẩn La Lai Ma Hầu La Già Cư Bằng Trà Bệ Lệ Đa Tỳ Xá Xà đều nói Như Lai thật không thể nghĩ bàn, luôn đem lại lợi ích cho chúng sinh. Thế rồi chúng trội nhạc rải vật trang sức, đốt hương tung hoa cúng dường Phật. Long Vương Ta Già La Bạch Phật, Thế Tôn sư thương xót con, Như Lai vào trong biển cả đến trụ xứ của con nhập Phật cúng dường. Nếu Như Lai đến cung điện của con, tất cả quyến thuộc của con đều sẽ được nghe Đà La Ni ấy. Thế Tôn, nếu chúng thành tâm nghe Đà La Ni này, chúng sẽ được bao nhiêu phước? Phật nói Long Vương, phước đức của người nghe chú này nhiều gấp trăm ngàn vạn lần phước đức của người cúng dường bảy báu để cả tam thiên thế giới cho Như Lai. Phước đức của việc nghe kinh là khó nghĩ bàn. Long Vương thưa, Thế Tôn, nếu Như Lai không đến cung điện của con sẽ sao chép Đà La Ni này đem về cung? Nhờ theo quyến thuộc con được biết Đà La Ni được tăng phước đức. Long Vương, nơi nào có Đà La Ni này, chúng sinh cúng dường đúng pháp sẽ được 10 điều lợi. Người sao chép cung kính kinh này, cả nhà luôn được yên ổn, tự tại đủ mọi vật dụng. Nơi nào có kinh này, người trong đó biết cúng dường đúng pháp, 60 ức Bồ Tát sẽ thường đến đó được cúng dường kinh. Mọi việc ác như tranh giành, bệnh dịch, lúa má khan hiếm, giặc cướp, mưa gió, thất thường đều tiêu trừ. 60 ức Bồ Tát thưa Phật, chúng con sẽ gia hộ cung cấp để được tọa nguyện. Nơi nào có kinh này, người tôn kính đúng pháp, đến thích phạm vị Phạm Thiên Tứ Thiên Vương, 28 đại tướng Dạ Xoa và quyến thuộc, trời Đại Đức và Nam Nữ, trời Salasada, trời Lao Cố Địa, trời Thiện Trụ Lạc, cùng hết tại quyến thuộc đều đến nơi đó, ngày đêm bảo hộ, đem lại mọi sự an lành. Nghe vậy Đế Thích thưa, Thế Tôn, chúng con sẽ làm như lời Phật. Chúng sinh từng trồng căn lành ở đời quá khứ, cúng Phật bố thí, giữ giới sẽ sinh về nơi ấy. Chúng sinh ở nơi có kinh này, luôn siêng năng, dũng mãnh, không tham năm dục, tích bố thí, tu sáu độ. Chúng sinh có phước thường tích ở nơi đó. Nơi ấy thường có những điềm lành. Chúng sinh ở nơi ấy biết tu 10 nghiệp lành. Chúng sinh nơi đó luôn tu từ bi. Chúng sinh ở nơi đó thường sinh vào cõi trời, người không bị đọa vào đường ác. Long Vương, nơi nào có kinh này, nơi đó sẽ có 10 điều lành ấy. Vì sao? Phước đức của người thực hành đúng pháp trong kinh này, dù trải qua trăm ngàn kiếp vẫn không nói hết. Long Vương, kinh đó sâu xa, có thể làm tọa nguyện chúng sinh, đem lại mọi lợi lạc. Phật giảng thuyết kinh này xong, tất cả các Bồ Tát đến từ cõi Phật nơi 10 phương, Bồ Tát trong tâm thiên đại thiên cõi nước, Ma Trời Rồng, Dạ Xoa, La Xét, Atula, Kalola, Khonala, Ma Hầu La Già, Cứ Bằng Trà, Quỷ Đói, Tỳ Xá Già, Phú Đa Na,
nhân, phi nhân đều tỏ ngộ tùy theo khả năng của mình. Đang vui mừng thiết lễ cúng dường Phật, an nhiên tịch tỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.